Dạ vâng, nhưng muốn gọi điện và em hỏi là cái máy làm thế nào. Sao vậy? Vậy em đang vừa nhận một cái điện thoại, giờ em không biết làm thế nào ấy. Nghĩa là em gọi 90 thì để báo với tổng đài, nhưng mà này, ở bên 90 thì không hỗ trợ, chỉ hỗ trợ chức năng là mất máy thôi, nhưng không hỗ trợ chức năng nhận được máy. Rồi anh ơi, bây giờ thế là anh nhặt được cái máy anh muốn trả người ta hay như thế nào ạ? Giờ em muốn trả người ta, nhưng gọi 90 để báo nhận được, nhưng mà lại không có phím nào ấn để nhận, vẫn cứ 6 người ta phải chưa được sử dụng. Rồi anh ơi, thế là chị bên em chỉ hỗ trợ khách hàng mất máy gọi lên tổng đài yêu cầu chặn chiều để báo lên tài khoản thôi, chứ còn chờ báo máy thì thế này thì anh có thể là chờ người ta gọi đến, có thể là nhiều khi người ta mất ấy, người ta cũng có nhu cầu muốn xin lại thì các bạn có thể ta có thể điện lại và xin lại thông tin từ bên anh thôi. Em tưởng là nếu mà mất máy thì mình gọi nên mình ấn phím, ví dụ mình gọi 90 để báo mất máy thì mình tưởng là mất máy mình ấn phím 5 để mình ấy mình tìm lại được cái máy đấy. Mà nếu mình nhặt được máy thì có thể có thể ấn phím 6 để ấy để báo nhặt được để mình mang cái tổng đài mình nộp nữa. Hay mình ấy trả lại người ta xin thì trở lên tổng đài trả lại nhé. Rồi xong rồi, hiện tại bên đây thì tổng đài hỗ trợ đến khách hàng có thể là mất máy, mất sim thì gọi lên tổng đài yêu cầu hỗ trợ chặn chiều số tiền nào để bảo lưu tài khoản hoặc là lại sim để tránh phát sinh cước thôi. Rồi, còn vấn đề chậm này. Bây giờ mình nhận máy người ta mình cứ mở ngoài đợi người ta gọi đến người ta xin lại đúng không ạ? Đúng rồi anh ạ. Cảm ơn chị nhé. Rồi anh cảm ơn em chào anh ạ.